Chú ý tốc độ, kiểm soát tay lái là thói quen cần phải có, đặc biệt là khi trời mưa. Điều này không chỉ giúp cho tài xế có thể kịp thời xử lý trước những tình huống bất ngờ mà còn giúp tránh được tình trạng mất lái. Tuy nhiên, nhiều lái xe vẫn chủ quan, phóng nhanh, vượt ẩu và tai nạn xảy ra là khó tránh khỏi. Hình ảnh ghi lại cho thấy trời mưa, mặt đường đầy nước. Một xe taxi cố gắng vượt chiếc xe tải đi cùng chiều. Đúng lúc này từ hướng ngược lại, một chiếc xe con đi tới. Có lẽ khi phát hiện ra chiếc xe này, lái xe taxi đã phanh gấp dẫn đến xe trượt ngang do đường trơn trượt. Ngay sau đó, xe taxi đã bị ô tô con đi hướng ngược lại tông ngang thân xe. Sau cú va chạm mạnh, cả hai xe đều bị hư hỏng nặng. Theo người dân chứng kiến, hai lái xe bị thương khá nặng đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Vâng, trời mưa đường trơn trượt, tầm nhìn giảm bớt thì tốt nhất là chúng ta nên di chuyển chậm để có thể đảm bảo an toàn. Chị Hương Liên, trong đêm nay và ngày mai thì khu vực nào chúng ta cần phải lưu ý về mưa dông? Vâng anh Dương, Tây Nguyên và Nam Bộ là những khu vực được dự báo là còn mưa nhiều trong đêm nay và chiều mai. Kính thưa quý vị khán giả, diện mưa sẽ tương tự như chiều nay ở mức rải rác, có điểm mưa vừa, mưa to. Gió giật mạnh và sấm sét vẫn có khả năng xảy ra. Còn về nắng nóng ở miền Bắc, dự báo ngày mai sẽ gia tăng hơn. Khu vực Hòa Bình và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mức nhiệt cao từ 36 đến 39 độ. Vùng núi và trung du của Bắc Bộ thì do vẫn có những cơn mưa vào đêm, nên nền nhiệt ngày mai thấp hơn, phổ biến là 35-37 độ. Ở miền Trung ngày mai sẽ bước sang ngày nắng nóng thứ 10 của đợt. Khắp từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên đều chung mức nhiệt 36 đến 39 độ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Và đợt nắng nóng này vẫn chưa thấy dấu hiệu kết thúc. Nắng nóng gay gắt nên hàm lượng tia cực tím trong nắng cũng rất cao. Dự báo trưa chiều mai, một loạt các thành phố ở miền Bắc miền Trung như là Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang đều có chỉ số tia UV cực đại ở mức 9 đến 10, mức gây tổn thương đến da và mắt sau 30 phút tiếp xúc với nắng. Vì vậy, khi ra đường, quý vị nên dùng mọi biện pháp để tránh nắng, tránh UV. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội đêm nay không mưa 30 độ, ngày mai sẽ là một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 39 độ, cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ cao hơn từ 2 đến 4 độ. Thành phố Đà Nẵng đêm nay tạnh giáo trời mát 25 độ, ngày mai trời nắng nóng 35 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh đêm nay có mưa dông 25 độ, sáng mai trời nắng 33 độ, chiều tối mai có mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to, đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và ngập úng.